9 Harvester, trong khi đấy 44 cho VK Ipon. Và chúng ta thấy rằng là cường SQ đang rất tích cực đảo qua đảo lại với đám Zeklinh này của mình. Phần Anh đang lao vào hack thứ 3. Vâng, tôi cho rằng đám Zeklinh này đảo qua đảo lại để tìm xem có kẽ hở và để ước lượng trong quân đội của tôi có ăn được không. Nếu mà cảm giác đánh được ngay lập tức anh ta sẽ đánh ngay. Vâng, chúng ta đã từng thấy là cường SKO có một khả năng micro khá là rất là tốt, và anh ấy cũng là master của bên cổng NA, và chúng ta thấy được rằng hai bên đang bắt đầu sắp sửa đánh nhau với lượng rốt rất là đông đảo và được nâng cấp attack 1 rồi. VK Ipon đang tiến lại gần. Anh đang có 3 con Infester và con nào cũng có khả năng fungal. Trong khi đấy, cường SKO thì có Infester rất là nhiều hơn, tại anh ấy đã xây nhà Infester, có lẽ tại anh ấy đã xây nhà Infester sớm hơn. Phát này anh đã quyết định rút về chứ không tấn công nữa. Còn thực sự rất khó khi mà đi đến đây xong rồi tôi lại thấy quân đội của đội bạn cũng tương đối khủng khiếp, nên là tôi quyết định phải saturate mỏ 3 đã rồi sau đó mới đánh. Thì sau đó nền kinh tế của tôi sẽ hơn đội bạn và sẽ đủ reinforcement để kiểu đàn áp. Vâng, và chúng ta thấy được rằng anh đang nâng cấp Overlord chạy nhanh và nâng cấp Bureau. Trong khi đấy cường SKO thì lại cần nâng cấp xong attack 2 cho Rose rồi. Thì anh có nhận xét gì về điều này không? Đâu, cường SKO mới có 1 rồi. Vâng, anh ấy đang nâng cấp dở attack 2 và gần xong. Có lẽ là tôi đi trước về mặt upgrade một chút. Thì trong khi mà quân hai bên đều là Rose giống nhau thì upgrade sẽ quyết định phần thắng. Vâng, và chúng ta thấy được rằng là anh đang giải rất nhiều Spinecrawler ở vị trí gần mỏ 2 của mình. Và điều này có phải là để ngăn chặn Zeklinh Rampai hay là anh sợ sẽ có một đợt tấn công từ phía cường SKO từ bây giờ? Thật ra thì đám Spy này nhằm vào mục đích để tí nữa tôi sẽ drop Infest vào nhà đội bạn. Nên là tôi cần đống Spy này chặn trước cửa bởi vì sau khi tôi drop Infest là tôi cắn được cái nhà hatchery của đội bạn, thì thế nào đội bạn cũng kiểu quẫn và quay ra ôn đi vào mặt. Trường hợp này tôi gặp rất nhiều rồi, nên là tôi thường phải cắm đống spy vào trước. Vâng, về income về farm của hai bên thì hiện tại là hai bên đã gần max, và tường SKO đã nâng cấp xong 2 và anh đã xây xong spy, trong khi hiện tại anh bây giờ mới nâng cấp được 2 được 1/3. Và vâng, và đây cũng có lẽ là thời điểm tốt nhất để tôi hỏi anh về late game của Zek với Zek. Giờ tôi mới xem lại có một đàn binh linh trông ở mỏ 3 của tôi, có thể giết được tương đối đông dân. Vâng, thử xíu tôi đã bị miss mất đoạn này. Vâng, và thường thường là late game Zek với Zek thì chúng ta sẽ đánh như thế nào? Như anh thấy thì đa phần đều là Roach và Infest. Một số người thích mix thêm cả Hydra và một số người thì thích lên Broodlord. Tôi thấy là lên Hydra hay hơn, vì Hydra bắn khỏe với cả rẻ hơn là Broodlord. Vâng, và chúng ta thấy được rằng là sau phát Bailing nổ thì chúng ta có 61 Harvester cho TGC cường SKO và 53 cho BK Ipon, và TGC cường SKO đã ăn mỏ thứ 4 của mình. Và hai bên đánh rất là khá là thụ động, hay cũng chưa bên nào dám khinh suất. Vâng, và chúng ta thấy được rằng là vâng, anh đã drop Infester vào trong main base của cường SKO, nhưng mà có lẽ là không đúng thời điểm, đúng ngay thời điểm đội bạn đang bo bộ co cụm ở nhà, tôi lại vứt đống Infest vào. Vâng, và chúng ta thấy rằng cường SKO đang tự giết Roach của mình. Có lẽ là anh ấy đang định xây Corruptor và với ý định lên Broodlord. Anh ấy cần farm để chuyển sang Broodlord. Anh ấy đã ăn đến mỏ 4. Vâng, và một lần nữa chúng ta thấy được rằng có một con Overlord
chở 4 con Infester và cũng đang tiến gần vào main base của TGC cường SKO. Trong khi đấy có 4 con Billing đang lao vào mỏ 3 của VKI Pond. Vâng, 4 con Billing này đã không gây ra được lượng damage cần thiết. Anh đang move quân lên vị trí mỏ thứ 4 của cường SKO. Có lẽ anh đã chỉ bây giờ có một con Roach đang lao vào và nhìn thấy Vision. Anh đã có thể ước lượng trước hay là đây là mục đích của anh move quân lên con vâng. Thật ra tôi biết là đội bạn thường có overlord ở khu này nên tôi cố tình move quân ra đây để kéo quân của tường cường SKO lên lên đỡ cái mỏ bên trên này, sau đó tôi sẽ chốt lại Infester ở dưới để giết được hai với cả Greater Spy của đội bạn. Vâng, một chiến thuật rất là hợp lý để giết các quân đội bạn. Và TGC cường SKO đã phải kéo hết gần hết lực lượng của mình về và anh đã phá xong thứ hai rất là thành công. Đáng lẽ vâng, và cường SKO đã để lại 6 con Brute Lord và chúng ta thấy rằng là anh đã quả này thì có vẻ là hơi thách post, tự nhiên tự thấy có 6 con Brute Lord lầm đường lạc lối ở đây nên là không tự thì phải thuộc ngay. Vâng, và chúng ta thấy được rằng là sau khi death xong đám Infester ở nhà thì cường SKO đang kéo quân đội của mình attack vào nhà, attack vào anh. Và trường hợp này thì đúng như tôi nói là sau khi bị mất hai thì thường người thủ sẽ nhồng. Vâng, và hai bên đang lao vào nhau, con đường drone rất là đẹp từ hai bên và chúng ta thấy rằng phong hai bên đang giảm rất là kinh. Hai bên sau khi đã phong rồi xong thì Infester đã nhả ra Infester Tyrant và có lẽ cung của Ipon đã không đủ để anh đang phải tháo chạy. Vâng, trận đấu này thì cường SKO có một chút lợi thế vì anh ta còn 5 con Good Lock, nhưng mà upgrade của tôi thì hơn một chút nên có vẻ cũng không thăng bằng. Vâng, chúng ta thấy rằng là Roach đều có cộng 3 attack và nhưng mà VK Ipon thì đã có 2 giáp rồi. Anh định đối phó với Bloodlust này như thế nào? Bạn ấy cho thấy rằng là anh đang xây ra 10 con Corruptor và và còn tôi còn có cả Hydra. Chúng ta ở đống Bloodlust này rất là sợ Corruptor, chỉ cần 4-5 con Corruptor là có thể giải quyết được hết. Vâng, và chúng ta thấy rằng là trong thời điểm này thì VK con đã xây xong mỏ thứ 4 của mình. Nhưng mà chưa có nông dân nào ra để khai thác cả. Farm hai bên đang là 175 cho VK Epon và 183 cho cường SKO. Còn và vừa nãy có lẽ là tôi hơi sót một chút, tôi lại không giết được ngay cái Ritter Spire này. Vâng, lúc đấy thì có rất nhiều Roach và Infester của cường SKO đã quay lại nên anh chỉ kịp bắn nổ ghi 2 và Infester Tiran của anh đã lúc đấy đã chết mất. Vào thời điểm này thì có thể nói là tôi đang có lợi thế hơn so với cả cường SKO bởi vì tôi còn giữ nguyên được 2 và tôi đã đang có 4 mỏ hoạt động, còn anh ta chỉ có 3 mỏ thôi và một mỏ thì chưa được saturate, chỉ có một vài con nông dân cắn ga. Vâng, một chúng ta thấy rằng là economic management của cường SKO có vẻ không được tốt lắm khi anh đang thừa tận 6.000 tiền nhưng mà rất ít ga, chỉ có vâng chưa đến 100 ga. Vâng, trong matchup PVC thì ga quan trọng hơn tiền, và lúc nào cũng cảm thấy thừa tiền nhưng mà ga thì lúc nào cũng thiếu bởi vì quân của Zerg rất là đặc từ ga. Vâng, và thực sự là trong khi mà hai bên đã lên nhiều Roach như thế này thì Zergling hoàn toàn không có tác dụng đúng không? Vâng, Zergling bây giờ thì không có tiếng nói về việc chỉ cần là một hoặc hai phăng hồ là một đàn Zergling sẽ đi đời ngay. Vâng, chúng ta thấy được rằng là đạo quân chính của VK Epon đã bị distract bởi 7 con Roach Burrow ở đây. Nhưng anh một lần nữa anh đã có một drop Infestor vào trong nhà và thả rất nhiều Infestor Tyrant ra, đã giết được xong cái Greater Spire và giết thêm được. Trời, tại sao tôi không giết được? Vâng, đã anh giết đã được giết được Infestation Pit. Vâng. Đến thời điểm này thì tôi có cảm giác là tôi sẽ chiến thắng bởi vì các công trình tech của cường SKO đã bị gần như là bị dọn dẹp sạch và nền kinh tế của tôi thì vượt trội hết hẳn. Vâng, và chúng ta vẫn đang chờ đợi có một battle lớn xảy ra
khi mà hai bên vẫn lại tiếp tục đá max quân trở lại, và có vẻ vâng, và anh đã lên Hydra và Roach và một ít Corruptor để đối phó với Broodlord, chứ anh cũng không hẳn có một quân tech hẳn quân cao cấp đầy ba nào. Vâng, khi mà đối thủ lên Broodlord thì dĩ nhiên là mình không thể lên Unchallenged được rồi. Còn bản thân tôi thì tôi cũng không thích dùng Broodlord lắm, nên là tôi vẫn thích sử dụng Roach Hydra hơn. Vâng, và chúng ta thấy được rằng là VK Ipon đang tiến đến mỏ 4 của Retro, nhưng không, một cuộc chạm trán rất lớn đã xảy ra. Thunder Grove lên trên đám Roach của tổng Retro. Chúng ta thấy được rằng là có vẻ Ipon đang chiếm lợi thế khi farm của anh nó rất là đông, và Hydra có lượng DPS rất là lớn. Còn tôi cho rằng trong trận chiến này thì Hydra là unit quyết định chiến thắng, vì Hydra 3 đứng ở sau Roach và bán đi cực kỳ đau. Và quân của cường Esco thì không có quân nào có thể hỗ trợ được cho Broodlord, nên đã bị Corruptor bắn chết hết. Vâng, và cường Esco sau khi đã thua Battle Day anh đã phải good game. Và cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi trận đấu này. Đây là trận đấu đầu tiên, và với lợi thế này thì VK Ipon đã vượt lên dẫn trước 1-0. Tôi cũng hy vọng là các bạn đã học được rất là nhiều về matchup JVZ trong qua trận đấu này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại sau.